Honda ZR-V chốt lịch ra mắt, con gà đẻ trứng vàng mới của Honda. Mẫu Honda ZR-V sẽ chính thức lên kệ vào tháng 4 năm sau, hứa hẹn sẽ trở thành con gà đẻ trứng vàng của hãng. Honda gần đây đã thông báo rằng, họ sẽ bắt đầu bán mẫu SUV hoàn toàn mới, Honda ZR-V vào ngày 21 tháng 4 năm 2023, tại các đại lý trên khắp Nhật Bản. Honda ZR-V được xem là phiên bản SUV của mẫu Honda Civic, với nhiều điểm tương đồng trong thiết kế lẫn trang bị. Thiết kế của mặt trước nổi bật với lưới tản nhiệt đặt dọc, được thiết kế hài hòa với các khu vực xung quanh và đèn pha rộng, sắc nét chảy theo chiều ngang. Trong khi đó, phần sau của Honda ZR-V được tạo hình để nhấn mạnh bề rộng của xe giúp diện mạo tổng thể của xe khá bắt mắt và ấn tượng. Mặt khác, nội thất của Honda ZR-V có bảng điều khiển trải dài theo chiều ngang. Ngoài ra, bảng điều khiển trung tâm được đặt cao giữa ghế người lái và hành khách phía trước mang lại cảm giác cá nhân phù hợp cho cả người lái và hành khách phía trước. Ngoài ra, Honda ZR-V còn có không gian nội thất rộng rãi, đảm bảo tiện ích đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, với nhiều tính năng và công nghệ hiện đại. Tất cả các phiên bản của Honda ZR-V đều được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái Honda Sensing và hệ thống camera góc rộng, hệ thống phanh giảm thiểu va chạm CMBS cùng các cảm biến trên cản trước và cản sau. Tương tự như Civic, Honda ZR-V cũng có sẵn hai tùy chọn hệ thống truyền động, bao gồm động cơ 1.5 VTEC Turbo và CVT, và hệ truyền động Hybrid 2.0 lít, bao gồm động cơ Atkinson Cycle với ECVT. Điều đáng nói ở đây là Honda ZR-V đi kèm với hệ thống AVKD, với 4 chế độ lái, bao gồm chế độ thể thao, chế độ bình thường, chế độ tiết kiệm và chế độ tuyết.